Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy đứng gần thập giá Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria vợ ông Clopas và Maria Magdalena khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng thưa bà này là con bà rồi người lại nói với môn đệ này là mẹ con và từ giờ ấy môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ lời khen Chúa Thương bạn chị em Trong ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau Chia sẻ hai điều Điều thứ nhất Đức Mẹ chịu những nỗi sầu bi nào? Và điều thứ hai, trong ngày mừng lễ Đức Mẹ sầu bi, chúng ta sẽ rút ra được bài học nào cho đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta? Trước hết, chúng ta cùng nhau chia sẻ điều thứ nhất. Đức Mẹ đã chịu những nỗi sầu bi nào có bao nhiêu nỗi sầu bi trong cuộc đời của đức mẹ thưa ông bà anh chị em được làm mẹ đứng cứu thế được làm mẹ của con thiên chúa làm người chắc chắn đó là một diễm phúc mà chúa trao ban cho đức mẹ và chắc chắn đó là niềm hạnh phúc là nỗi ước mong mà không chỉ đức mẹ mà mọi người thiếu nữ trong dân Chúa đều mơ ước bởi vì đó là niềm vinh dự là diễm phúc là hạnh phúc của những người thiếu nữ thời bấy giờ. Nhưng mà rồi thương bạn chị em được làm mẹ Chúa Giêsu được làm mẹ con thiên chúa làm người thiên chúa cha không để cho đức mẹ không miễn trừ cho đức mẹ khỏi những nỗi bi ai trong cuộc đời dầu rằng hạnh phúc vui sướng nhưng đức mẹ cũng chịu nhiều nỗi bi ai trong cuộc đời trong sứ mạng làm mẹ của đấng cứu thế tin mừng ghi lại cho chúng ta có bảy nỗi bi ai mà Đức Mẹ gánh chịu trong cuộc đời của Đức Mẹ. Đó là bảy cái nỗi bi ai tiêu biểu cho tất cả những nỗi bi ai mà Đức Mẹ phải gánh chịu trong cuộc đời. Bảy nỗi bi ai đó là thứ nhất khi Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào trong đền thánh Lúc bấy giờ gặp cụ già Simeon và cụ già Simeon đã nói tiên tri rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thấu vào tâm hồn của bà. Không phải sung sướng đâu mà sẽ phải gặp đau khổ, lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Và điều đó được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu bắt đầu bước vào trong đường khổ nạn, đức mẹ đã bước theo chúa với nỗi bi ai tột cùng. Nỗi bi ai thứ hai đó là khi đức mẹ với chúa giêsu đang đêm phải lập tức đưa con trẻ trốn sang ai cập để lánh đi cái sự truy sát của vua herode muốn giết hài nhi phải chạy trốn ngay chạy trốn tức thì và đến một nơi xa lạ rất khổ nhọc rất là đau khổ và cái nỗi bi ai thứ ba đó là lúc đức mẹ lạc mất chúa giêsu trong đền thờ khi đưa người lên jerusalem dự lễ vào lúc người 12 tuổi lúc bấy giờ mẹ và thánh du xe đã lạc, đã lạc mất chúa ba ngày và tìm kiếm trong ba ngày mới tìm được chúa khi mất con chắc rằng mẹ lo lắng mẹ sầu khổ lắm nỗi bi ai thứ tư đó là khi nhìn thấy con của mình bị quân dữ đánh đập bị quân dữ sỉ nhục và nhất là với cái thân hình thâm bầm loạn bì như vậy, phải giác thập giá đi đến nơi tử địa. Bước theo con, nhìn thấy con phải chịu khổ nhọc như vậy, mẹ rất đau xót. nỗi bi ai thứ năm đó là khi mẹ đứng dưới chân thập giá. Đứng dưới chân thập giá nhìn lên thấy con mình phải đau đớn, phải hấp hối trong 3 giờ đồng hồ và sau đó là trút hơi thở cuối cùng. Đầu xanh, đầu bạc, đưa tiễn đầu xanh, rất đau đớn. Và nỗi bi ai thứ sáu đó là khi Đức Mẹ nhận xác Chúa Giêsu khi con chết, ôm con vào lòng, đau đớn lắm Và nỗi bi ai thứ bảy Đó là khi đem con mình tán sát vào trong quyệt đá Kinh Thánh ghi lại bảy nỗi bi ai Mà Đức Mẹ phải gánh chịu Tượng trưng biểu trưng cho tất cả những nỗi bi ai Mà Đức Mẹ gặp phải trong cuộc đời Và chúng ta khi nhìn lại bảy nỗi bi ai đó Chúng ta sẽ thấy có một điểm chung. Đó là những nỗi bi ai của Đức Mẹ đều có Chúa Giêsu trong đó. Điều đó cho chúng ta thấy điều gì? Đức Mẹ đã kết hợp mật thiết, kết hợp chặt chẽ với con đường đau khổ mà Chúa Giêsu đã đi. Đau khổ của con cũng chính là đau khổ của mẹ con đau khổ Thì trái tim mẹ cũng quặn đau Và chính những cái lúc đó Như Kinh Thánh ghi lại Đức mẹ đã suy đi Nghĩ lại trong lòng Về những điều mà Thiên Chúa thực hiện Và ý Thiên Chúa muốn như thế nào Để rồi mình xin vâng Xin vâng theo Thánh Ý Chúa Vậy thì khi nhìn những nỗi bi ai mà Đức Mẹ gánh chịu Chúng ta cùng nhau chia sẻ điều thứ hai Đó là chúng ta rút ra được bài học gì Cho mỗi người chúng ta Để trả lời câu hỏi này Thì mỗi người chúng ta thử hỏi một câu hỏi khác Tại làm sao giáo hội lại cho chúng ta mừng lễ Đức Mẹ sầu bi thương bạn chị em? một người gặp cảnh sầu thương một người mẹ rất nhiều đau khổ có gì mà mừng mừng trong đau khổ à thưa mừng đáng mừng bởi vì giáo hội cho chúng ta mừng lễ đức mẹ sầu bi là giáo hội muốn nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về giá trị của niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa trong lúc gặp phải những nỗi bi ai. Chính niềm tin yêu hy vọng đó sẽ giúp cho chúng ta đứng vững trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời và giúp cho chúng ta lướt thắng những nghịch cảnh đó. Gương của Đức Mẹ đã là mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Chúng ta thử nhìn ngắm cái nỗi bi ai thứ năm của Đức Mẹ Chúng ta sẽ thấy điều đó Tin mừng cho chúng ta Thấy như thế này Đó là khi Chúa Giêsu Chịu treo trên thập giá Thì đứng gần thánh giá Chúa Có mẹ người Thánh Doan mà trong tin mừng chúng ta nghe lúc nãy Ghi nhận rằng đứng gần thánh giá Chúa có mẹ người. Có một câu hỏi, tại làm sao đứng? Thông thường những người mẹ khi chứng kiến con mình chịu chết có đứng nổi không thương bạn chị em? Khó mà đứng nổi lắm. Nhẹ nhẹ thì phải có người kè hai bên. Mà bi ai hơn nữa là xỉu khi chứng kiến con mình đi vào cái chết vậy mà tại làm sao đức mẹ đứng đứng vững đứng nhìn con chịu treo trên thập giá tại làm sao đức mẹ đứng thưa bởi vì dầu rằng đau khổ lắm nhưng đức mẹ vẫn đặt niềm tin tưởng vào chúa vẫn đặt niềm hy vọng vào thiên chúa bởi vì đức mẹ tin rằng chúa không chơi xấu chúa không chơi xấu với mình chúa mời gọi mình cộng tác vào chương trình cứu độ của chúa thì chúa sẽ có cách của chúa chúa có giải pháp của chúa bởi vì thiên thần đã nói với đức mẹ không có gì mà thiên chúa không làm được cho nên Đức Mẹ đặt chọn niềm tin vào Thiên Chúa, đặt mọi hy vọng vào Chúa và chính nhờ niềm tin, hy vọng như vậy, Đức Mẹ đã đứng vững nhìn con chịu treo trên thập giá, dù rằng rất đau khổ nhưng mà vẫn đứng vững và nhờ vậy, Đức Mẹ đã lướt thắng nỗi bi ai và Đức Mẹ nên mẫu gương cho chúng ta học hỏi Vâng thương bạn chị em trong cuộc sống Mỗi người chúng ta có lúc cũng sẽ đối diện với những khó khăn Với những nỗi bi ai Nhất là trong thời gian dịch bệnh này Trong thời gian dịch bệnh này có nhiều người rất đau khổ khi chứng kiến những người thân của mình ra đi vợ chứng kiến chồng ra đi, chồng chứng kiến vợ ra đi, những đứa con chứng kiến người cha, người mẹ của mình ra đi, thậm chí chứng kiến cả hai cha mẹ cùng ra đi. Đau khổ lắm. Có những người khác không có bị bi ai quá như vậy, nhưng cũng rất lo sợ khi nhìn qua nhìn lại Xung quanh mình ai cũng có thể là nguồn lây nhiễm cho mình Cho nên rất lo sợ Và thương bạn chị em Có nỗi lo sợ Mà thông thường mỗi người chúng ta Giờ đây có lẽ rất lo lắng Đó là lo lắng khó khăn trong cuộc sống của mỗi người Ăn uống thì vẫn phải ăn uống đều đều Nhưng mà công việc thì bây giờ không có làm được, không có kiếm ra tiền được, nhưng mà phải ăn, ăn mà không làm, thương bạn cho em cổ có chất như núi thì có ngày nó cũng sẽ hết sạch. Vậy đó mà chúng ta vẫn phải ăn mà không làm. Có nhiều người cha người mẹ trước mặt con cái cười vui nhưng mà đêm về là tiếng thở dài lo lắng chúng ta gặp đau khổ chúng ta gặp lo lắng như vậy thì chúng ta sẽ ra sao sẽ như thế nào những lúc như vậy chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ mẹ đã gặp những nỗi bi ai nhưng mà rồi mẹ không ngã quỵ mẹ vẫn đứng thẳng với niềm tin và hy vọng mỗi người chúng ta cũng vậy đối diện với những khó khăn với những nỗi khổ trong cuộc sống có thể nó làm cho chúng ta ngã quỵ nhưng hãy cố gắng nhìn lên mẹ với niềm tin yêu hy vọng vào thiên chúa để rồi chúng ta đứng vững và với ơn chúa chúng ta sẽ lướt thắng những nỗi đau khổ đó xin cho mỗi người chúng ta nhờ lời cầu bầu của mẹ maria giúp cho chúng ta có một niềm tin trung kiên như mẹ để rồi trong cuộc đời dù gặp những khó khăn đau khổ đến đâu đi nữa vẫn luôn hy vọng tính thác vào chúa trọn vẹn như mẹ amen